Em Tony Tiến xin chào quý anh chị nhé. Đây quang cảnh quay mật ong định kỳ. Đó đã rũ một cầu ong này, các bạn. Em Tony Tiến này, rũ một cầu ong đây chúng ta để cắt quay nhé. Hôm nay thì cũng chưa được đầy mật lắm các bạn ạ. Cái cầu này vẫn bình thường chưa được đầy nhé. Quang cảnh ong đấy các bạn đã thấy đấy. Cầu mình loạn anh chưa lại, cầu có nhiều. Anh lấy hai cầu, anh lấy một cầu đấy các bạn nhé. Hai cầu chúng ta lấy một cầu thôi. Anh sẽ kiểm tra ổ khác. Bên này. Cái màu nào quay, quay ổ nào quay. Đây là cận cảnh em quay luôn cho kính chỉ bắt đầu từ lúc mở thùng ong nhé. Ổ này nghe chừng mạnh quân hơn này. Em zoom lên cho vị nhìn rõ chút. Cận cảnh cho kính chỉ. Ổ này được 4 cầu luôn à. Một cầu mới bỏ phát triển đạn đàn lên các bạn nhé. Vì toàn bộ số lượng này ong đây là toàn bộ tách ra các bạn nhé. Từ một một vài đàn tách ra hết đấy. Anh đang kiểm tra xem quay cầu nào cầu mới bỏ chưa được. Cầu này ít mới bỏ vào, đang chuẩn bị đẻ quân sinh sản thêm các bạn nhé. Ổ này nghe chừng khối lượng nó mạnh nhé. Đó, mình quý anh chị thấy cận cảnh đấy. Có mà ít mật. Nhưng mà không. Anh sẽ kiểm tra cầu khác các bạn nhé. Vừa quay mật vừa kiểm tra xem ong lượng ong như thế nào nhé các bạn nhé. Không có gì à? Không có nhé các bạn nhé. Ít lắm. Có số mật đấy mà ít lắm. Quân chưa phát triển mấy. Quân đang bịt nắp ở đoạn dưới các bạn. Có quân mà số lượng ít thôi. Bốn cầu là đông quân phủ, bốn cầu nó phải phủ số lượng quân chúng ta tùy theo lượng quân chúng ta để cầu các bạn nhé. Chúng ta để cầu mà chúng mà số lượng quân không phủ được thì nó cũng chết cái hư cái cầu đấy các bạn ạ. Đen sâu nó xâm nhập con bướm hay gì con ấy vào nó xâm nhập và nó đẻ nó thành bệnh. Anh kiểm tra cầu cuối cùng xem có được không để quay nữa các bạn nhé. Không có rồi. Anh cầm qua thì số lượng mật cầu này gọi kiểm tra thôi chứ không có mật các bạn nhé. Quân thì có quân nhưng số lượng mật ít ạ. Đấy luôn. Bẻ đấy thì có nhưng mà mật ít. Cầu nhiều mà không có mật các bạn nhé. Có nhưng mà chúng ta không nên quay vì nó số lượng ít quá quay làm gì. Mình không quay đợt này, mình quay đợt sau các bạn ạ. Khoảng tầm nếu thời tiết mà thuận thì khoảng tuần hay chục ngày sau thôi các bạn nhé. Thường đấy là bọn em hay quay tầm thời điểm đó. Rồi em tiếp tục em sẽ vào đây ạ. Thì quý anh chị thấy đây cận cảnh này, em zoom cho quý anh chị xem to đấy. Em zoom xuống nha. Đó, để quý anh chị nhìn sát vào đây thực tế nhất ạ. Nhưng lên nhưng to nhưng xuống. Bên quanh gốc cây này nó 4-5 ổ rồi các bạn này. Đó. Bên kia một ổ, đây ổ này. Cho anh thấy để vào. À bỏ bỏ cái ổ này, cái ổ này. À. Một cầu thôi nhé. Hai cầu mà. Bỏ cái ổ thả cái cột rồi. Một cầu thôi. Có một câu cũng ít. Anh thể bị chích rồi. Câu đấy à, câu đấy đúng là một câu ở ngoài đó. Câu nào mình để nhớ vị để đúng vị trí các bạn nhé. Chúng ta phải để đúng vị trí thì nó mới cân đối cầu được nhé các bạn nhé.
ít, sợ ít, hôm nay không đủ rồi, nhìn lượng này không đủ. Mới được hai chai rồi, hai chai chắn hơn hai chai rồi, ba chai thì được, khi được nào được 5-10 lít ý. Như tính em tính ước lượng mà thời tiết nó nắng quá các bạn nhé, tính khoảng tầm 15 chai, à 15 20 lít nhưng không được ạ, 15 lít không được ạ. Giờ thì chắc thì được khoảng tầm 5 lít, 5-7 lít thôi, 5-7 lít chắc được. Cảnh tiếp tục ổ tiếp theo các bạn nhé. Ổ này đông, quân đông, đó, như quý chị đã thấy, quân rất đông ạ. Quân đông chúng ta phải nên làm đứng đây, máy đỡ hơn nhé, đỡ nóng, quay đứng nóng, nắng là máy nó hay bị nhiệt độ cao các bạn nhé, ngắt. Cạnh cảnh lấy cầu sáp ong quay mật, ong nuôi tại nhà các bạn ạ, cũng ít, nghe cầu này cũng không có mấy anh trưởng, mặt bên em nhìn thấy chưa có mật, đã chưa đầy mật. Ok, hai mà hai cầu thế cũng không thua. Mình cũng nên thỉnh thoảng mở kiểm tra ong các bạn nhé, không nên kiểm tra mỗi ngày đâu. Hả? Tính để làm dư thư, dư thừa cắt ra vứt đi. Anh cắt đi để không đó nó làm tầm bậy tầm bạ các bạn nhé, để nó cho nó làm không đúng của nó, là mình phải bắt nó làm nó đúng cầu. Cho làm bậy, thấy các bạn chưa, làm tầm bậy tầm bạ để có mật, mấy cái nó có mật có con đấy các bạn nhé. Có con thì để luôn, để chứ. Không để à? Không. Uống cho sinh sản được. Con đẹp lắm, con mất con nó chụp tè tè luôn. Chú trẻ à? Chú trẻ nó phát triển mạnh lắm các bạn nhé. Đẹp, đẹp vùng đâu luôn. Này ổ ba cầu, cầu mới à? Cầu mới anh bỏ anh kiểm tra luôn, nó đang nằm ổ nằm tổ đó, bạn đang xây đấy, xây để đẻ con các bạn đấy. Thời tiết nắng nóng vì các bạn thấy hiện tại giờ mình từ miền Bắc đến Huế là nắng nóng nóng lắm nhá, ba mấy độ cơ các bạn ạ, báo đến từ giờ đến 30 tháng 4 cơ. Ngày mai bắt đầu tăng khối khí nóng tăng cường nữa, xong bỏ ngăn vô à, từng miếng ngăn đó không thèm à. Biết cầu sao anh đang kiểm tra cầu đây các bạn. Mất chú đây. Mới cho à? Cho khi mua sáng này. Sáng nay Khánh đến sớm thế à? Tôi gặp Khánh đi chợ đó. Sáng nay sẽ chạy, lúc chạy về anh chạy về tôi chạy đi gặp luôn đó. Tối nay mời ăn quẩy luôn à? Nó chơi thân với Diên nhỉ? À Hải chứ. Nó với Hải là thân nhau. Đó có mặt á, mà ít. Mặt lón đấy. Trên phần trên trắng được một mặt, mặt bên đây ít. Cô nhận quay mẹ. Toàn một mất đấy, cô nhận một tự đuôi như cả. Ong được nhiều. Rũ. Đó, bắt đầu rũ nó ra các bạn nhé, động nó ra đấy. Bảo vệ cầu không được. Chích chưa? Bị chích chân rồi các bạn. Rồi, xong một đường mới được một cầu thôi các bạn nhé. Anh kiểm tra cầu tiếp theo đã rũ ra này, bong nó bay tu toán loạn rồi các bạn này. Ong vỡ trận này. Có nhưng mà anh phải để, nhưng lúc anh sợ để
Tôi thì đứng cách xa một chút các bạn nhé, nhà đục đứng đây rất nguy hiểm đấy các bạn. Mật mật nhiều đó, có được mật nhiều đó, hai mặt luôn được ấy. Cái cầu đó nó mà quay để lại cầu một cầu đó, quay cho rửa thùng các bạn nhé, quay mà quay ít quá thì số lượng nó không được ạ.